my customer buy. Để làm sao mà hoàn cảnh, làm sao đó để customer smile. Mà để họ smile thì mình phải smile đầu tiên đúng không? Các chị phải tập. Một đó là vì các chị là quản lý. Khi người quản lý đứng trước nhân viên không thể nào gương mặt sau đưa đám thì đưa đám là nhiều. Có thể đúng không sầu, không có. Sếp gặp nhân viên lúc nào cũng đầy energy, năng lượng. Đúng rồi. Và cái người kiểm soát được năng lượng là người làm cho có niềm vui và làm cho người có thể là sao tạo ảnh hưởng cho người khác được. Chúng ta không thể nào làm tăng ảnh hưởng mà thiếu energy. Ok, rồi. Làm việc với customer phải thấy là energy là những sếp. Sếp phải thấy rằng, ôi thằng này nó energy quá, con nhỏ này nó energy quá, đúng không? Các chị dùng, ok. Khi có chị đầy năng lượng thì mới chị tăng được. Không năng lượng, không tự tăng được. Đa phần hòa bạn đi, cứ từ. Đa phần chúng ta hành vi rất là bản năng. Thông thường chỉ có những người luyện tập thì mới là biến cái luyện tập thành bản năng mới, hiểu không? Okay. Nên là chúng ta phải luyện luôn luôn đầy năng lượng, đầy tích cực, okay. Nên là chúng ta phải là smile thường xuyên. Smile là gì? Đến đây. Smile là gì các chị? Bóp. Satisfy customer needs. Phải luôn luôn thỏa mãn nhu cầu của customer, bao gồm những nhu cầu họ yêu cầu chưa nói ra. Và những nhu cầu chưa nói ra thì tên gọi là gì? Unspoken needs. Unspoken. Spoken là nói. Unspoken needs là gì? Những nhu cầu họ chưa nói với mình. Những nhu cầu chưa nói bao gồm: một, họ chưa có gì để nói. Hoặc thứ hai là những nhu cầu tiềm ẩn, là những nhu cầu tiềm thức. Okay. Ví dụ, nhu cầu tức là gì? Là khi họ yêu cầu gì đó, họ muốn mình lắng nghe và mình sẽ tìm giải pháp. Thầy nói khó quá là không được đâu. Eurowindow từ xưa đến giờ chưa bao giờ gặp yêu cầu như thế này. Không được nha, không được, không được. Thế chúng ta phải thỏa mãn yêu cầu. Đó là sao? Sao thế phải thức tầm tiếp tục kế? Những nhu cầu rất là cái bản này, đó là gì? Thông thường quan sẽ nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của công ty nào đó mà quan đến và họ, họ không mời nữa. Quan đã từng đến vài công ty họ không mời nữa. Cái việc mà ta đi xa đến văn phòng mình họp mà mình không mời nước thì là sao? Mình không quan tâm tới họ. Và những người mà không quan tâm tới khác thì đừng có hỏi sao hoặc là gì đó hơn nữa. Ok, nên là chúng ta lưu ý những chuyện rất nhỏ thôi mà người ta đánh giá mình để chơi chứ. Ví dụ có một số người tinh tế lắm chị, khi mình đến họ tiếp mình, điều đầu tiên họ nói sao? Họ chỉ cho mình vị trí nhà vệ sinh. Cái người đó là mình kèm tới người khác đi xa có nhu cầu vệ sinh. Ok, rồi. Thứ hai, em ở value for money. Những gì mình làm thì là xứng đáng đồng tiền họ bỏ ra. Okay. Họ có thể bỏ ra nhiều, giá euro window có thể là cao hơn, nhưng thực tế là xứng đáng. Okay. Nên là khi nói về giá thì đừng bao giờ nói về tiền, mà nói về giá hay nói về giá trị. Cũng đừng nói về quality luôn. Bây giờ là ngày xưa quality là một cái phẩm chất của bán hàng luôn. Còn bây giờ quality đương nhiên là phải quality. Giống như đi nói với anh đi làm, sếp tiến này, sếp tăng lương cho em, thì em nỗ lực nhiều hơn. Tao là đi làm là phải nỗ lực thôi, chứ mà sao lương nhiều hơn thì muốn nỗ lực nhiều hơn. Nên có một số người sao phát biểu nó không có tư duy, tại vì đó là và sếp quay, sếp tăng lương cho em sẽ cam kết nhiều hơn, em sẽ làm việc đàng hoàng hơn, em sẽ đúng giờ hơn. Đó là những standard bạn bắt buộc phải làm, chứ phải vì tăng lương bạn phải làm, đúng không? Nên là khi bán hàng, đứng đây, sản phẩm của em chất lượng lắm, tao là bởi sao? Bán hàng thì phải chất lượng. Nên có số người sao? Sản phẩm chất lượng, no. Đảm bảo sản phẩm để bán được xịn được thì phải chất lượng. Đây là mình phải đi ok rồi. Là interpersonal phải có kỹ năng giao tiếp tốt và tương tác tốt. Xem khách hàng là bản thân, người là những người mình gặp là bạn là người thân. Có thể giao tiếp với nhau hoàn hảo thành công. Interpersonal. Hay là nhớ lắng nghe. Muốn chăm sóc khách hàng thì phải là lắng nghe. Lắng nghe bao gồm lắng nghe họ điều họ nói và lắng nghe bằng cách quan sát để biết được họ mong chờ gì. Listen. Okay. Và cuối cùng là E là gì? Luôn luôn nhiệt tình. Ok, nhiệt tình lắng nghe, lắng nghe nhiều. Okay. Và họ sẽ nhớ các bạn, bởi vì bạn làm những điều đó một cách rất nhiệt tình. Được chưa chị? Đó là smile.